Chào các bạn. Tình hình là sắp Giáng sinh và mình thấy là có khá nhiều bạn bình luận tụi mình làm cắm trại heo Noel nữa các bạn. Năm trước làm rồi, năm nay thì lại làm thêm lần nữa, nhưng mà quyết định là năm trước là làm không sao xấu sao. Năm nay là phải làm Noel cắm trại mà nó khác chút, đó chính là sẽ là tiếp theo series đấu giá nha các bạn. Và nay là Noel đó bạn, nên khỏi có chọn nhân phẩm nữa, mỗi người đều an lành như nhau hết. Mỗi bé hai cụ để đấu giá nha các bạn. Ok, nói chung là clip hôm nay là tụi mình sẽ cắm trại Noel phiên bản đấu giá nha các bạn. Mỗi bé hai cụ, bé nào mà chú bé đàn thì mua hết tiền thì nhịn đói. Và vẫn như thường lệ, clip này sẽ là 25 giờ nha các bạn. Đây, đầu tiên thì mình sẽ bấm cái đồng hồ. Ở cái đồng hồ này nó cứ chạy tới thôi. Chừng nào mà nó đủ 25 giờ thì tụi mình đi về. Đơn giản vậy thôi các bạn. 25 giờ để dành cho có bữa ăn trưa nè, bữa ăn tối và ăn sáng đúng không bạn. Ăn 3 bữa. Để mấy thằng nào mà đấu giá ngu là nó sẽ bị mắc bữa nha các bạn. Bán như thường lệ thì tụi mình sẽ đến với phiên đấu giá đầu tiên, đó chính là đấu giá liều nha các bạn. Và trước khi ra giá cái căn liều rất là bự này thì mình lại tiếp tục kêu gọi like. Nếu như mọi người yêu thích cái series cấp trại đấu giá của tụi mình thì hãy nhấn like các bạn. Nếu video đạt đủ 300k like thì tụi mình sẽ cố gắng làm thêm một tập nữa, tập 6 các bạn. Và có thể tập đó sẽ là đấu giá ngày Tết nha các bạn. Tết không nghỉ Tết luôn, không cho đứa nào nghỉ Tết nữa. Làm cái đấu giá. Thôi vậy đừng đủ 300k like mấy bạn thôi. 299k like thôi cũng được các bạn, không cần 300 nha. Thi nào mà đủ đúng ngay mùng 1 các bạn nhắn like cái 300 cái mình sẽ kêu mấy đứa đó hỏi đi chơi Tết. Một cái cấp trại đấu giá phiên bản Tết nha, đấu giá bánh tét, bánh ú, đồ ăn cho vui nha bạn. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái gói quà rất là lớn luôn bạn. Và giá khởi điểm sẽ là 500k. Thoải mái em nhìn là biết cái này là rất là hoành tráng rồi. Bự như thế này là chắc chắn là liều siêu bự rồi. Một triệu. Em chỉ có 2 triệu mà quất cái hai 1 triệu hả? 1 triệu 2. Đâu phải cái gì bự là ngon đâu. 1 triệu 2 là thứ nhất. 1 triệu 3. Mấy này nó tính không ăn trưa luôn hay gì vậy? Là chịu chín vậy. 1 triệu 3 là thứ nhất. Chịu gỡ. Triệu gỡ là thứ nhất. Còn tới 4 cái liều nữa, mỗi người chỉ được mua 1 cái thôi mà. 1 triệu gỡ là thứ nhất. 1 triệu gỡ là thứ hai. 1 triệu sao? Lên là vậy. Bỏ. Có ai trả hơn tiệm sao không? Không anh ơi. Đẹp quá. Đó, thế là thôi ăn trưa luôn các bạn ơi. Sao? Chốt tiệm sao của Tân. Đưa luôn tiền mặt anh. Đưa tiền mặt luôn. Chịu gửi anh. Trời, thiếu anh triệu 100 ngàn nha. Ok anh. Ok, mở ra cho mọi người cùng cười vô mặt em coi. Đó, bánh bạc ok. Ủa, bự dữ à. Đây là cái căn liều gì mình cũng không nhớ các bạn, chỉ biết là nó rất là bự luôn, nhìn lấy uy tín rồi nè. Khui bên trong toàn là mút với mút nè. Ồ đó chắc mắc nữa. Đây mở rồi coi. Surprise phải bắt cơn. liều em hàng thiệt, em không được đấu giá đâu, mọi người chỉ đấu giá một cái nha các bạn. Ok, tụi mình đến với chiếc liều lưỡi liềm. Wow, chiếc liều lưỡi liềm các bạn, khá là đẹp luôn. Và giá khởi điểm chỉ là 200k thôi. Liều này 200k là quá ok rồi. Có ai ta giá hơn không mọi người? Mỗi người chỉ mua một cái thôi á. 500. Sao nó trả ngáo giá vậy? Trả 300 rồi trả 500. 500 là thứ nhất. Liều này đường cong không sắc bén lắm, thôi em bỏ. Liều này là thêm cái búa của anh vô đó nè, nhìn nè. Đó. Thấy chưa? Trời quá. Tự. Sảng phải tập tim các bạn. Sao? 500 là thứ nhất. 500 là thứ hai. Chốt kèo rồi. Cái liều lưỡi liềm của đảng này là thuộc về vậy? Thôi thử em, có gì bất ngờ không em? Liều nào lại hình tròn? Lưỡi liềm đảng. Ủa? Cái liều hình lưỡi liềm. Nguyên cái lưỡi liềm em. Đây là cái liều tinh cây các bạn. Rồi. Ngon. Rồi. Dạ thôi, được hiểu cảm giác bay bổng trên đó em à. Tiếp Bảo ơi. Ủa? Wow. Căn liều này chất liệu khá là cứng cáp luôn. Và giá khởi điểm vẫn là 200k. Okay. 300. 300. 500. 500. Tốt. 600. 600. 7. Bỏ đi. Bỏ đi. 800. Đúng rồi. Lên 1 triệu. Bỏ 1 triệu. Ăn. Em bỏ. Em bỏ, vậy còn hai thằng này thôi, bật coi nha ơi. Triệu tốt. Bỏ nha. 1 triệu là hù gì đại. Xé em. Đi. Ăn tươi nuốt sống em đó ơi. Liều cho em chứ phải. Có chữ đây nè, biển số đây nè.
liều trẻ em mấy bạn, liều khổ văn trẻ em. Thế cái kinh nghiệm mà 2 năm cắm trại rồi, mấy em nhìn cái liều này có đoán được đây là liều gì không? Anh Bạc biết đó là một cái liều gì đó mà nó có thể tự bung được. À, cái liều mùng. Dạ liều mùng mà hình vuông á anh. À. Em lại nghĩ là đó là một cái lỗ ống cống anh. Sao sờ nó tròn tròn quá anh. À, liều tự bung của em. Rồi, nếu như mấy đứa mà anh Bạc biết luôn là cái liều này là nó là xịn kế cuối rồi đó, hay là cùi bắp kế cuối rồi đó. Còn một cái nó cùi cực kỳ luôn. Nếu mà không mua được cái này thì cái sau là sẽ rất là hối hận. Và giá cái sau cũng là vẫn là 200k luôn. Và cái này vẫn là 200k. Tốt 200k em. 300 anh. 300 500 600 700 800 900 triệu. Hơn tụi nó mấy cái clip đó cắm trại lần trước các bạn. Đấu giá càng cuối càng lời, hôm nay là mình gài vậy. Càng cuối càng bèo như vậy cho nó không có vụ nhịn nhục nha các bạn. 1 triệu á Tú. 1 triệu anh. Anh xé cho em ha. Thôi đùa, cho em xé cho em. Chả phải gục ngã nè. Rồi anh Tú chỉ còn có 1 triệu thôi nha các bạn. Rồi em xé xé em đó em. Cái mắt là heo. Liều dịch nha các bạn, liều dịch. Liều con vịt. Liều tự bung phiên bản con vịt. Rồi cái cuối cùng luôn Bảo ơi, đây một chiếc liều siêu nhỏ và giá vẫn là bắt buộc là phải 200k em. Nếu em không mua em phải bỏ và em chuyển sang chế độ hái lá dương rồi sinh tồn em. 200 anh à, lấy luôn anh ơi. Lấy luôn đúng không? Cái này cho em đón nha, giống như cái gì không biết. Cái em này là mình phải gài như vậy để cho không nhịn nhột các bạn. Mấy đứa nó lúc lần trước tụi nó không minh lắm bạn, nó nhịn nhột, nó mua cuối tàn là mấy cái đồ ngon hơn, nên lần này là mình đã sử dụng hết 999 IQ của mình. Sao sợ giống như một cây dù quá ta. Đừng bất ngờ nha em, bất ngờ cũng tự tự thôi nha em. Mang bông thực phẩm. Cái quách đời chuối. Không sao, với một người có kinh nghiệm sinh tồn như em thì mang bông thực phẩm này là quá là dư thừa. Như dàn dựng ăn nó phải làm mang bông thực phẩm đó các bạn. Cái này cho em rất là hợp lý luôn em. Ok, bây giờ là tụi nó sẽ phô bài kỹ năng dựng liều nha các bạn. Nhớ like mạnh tay, 300k like. Cắm trại phiên bản Tết, mùng 1 Tết luôn. 298 thôi. Sau khi mình đấu giá thì mình đã đấu giá được cái liều tự bung con vịt nha. Đấu giá này có giá là 1 triệu đồng. Để mình mở ra coi nó có xứng đáng hay không nha. Cũng rất là xứng đáng nha. 1 triệu mà sao mà không nhanh được. Bởi vì 1 triệu mốt là ai đó được nằm này rồi, đâu có cần đi làm liều sinh tồn đó. Hợp lý rồi em. Mát lắm anh, gió nó hỏi vô nữa. Mát rưỡi à. 1 triệu rất là xứng đáng luôn anh. Sau cái buổi đấu giá chặt vật thì mình sở hữu được cái liều em bé trị giá 1 triệu đồng. Thì nó chát quá mấy bạn ơi. Đi đây, màu hồng mộng mơ nữa, trời ơi, thích quá. Cô Tú 1 triệu nhìn đã quá, thử coi của em 1 triệu là sao nha. Anh mua anh còn không biết nó như thế nào luôn em. Trời ơi mẹ ơi. Nó còn có sọc. Sọc như là cái banh xô của Bicư vậy. Đúng rồi. Liều hổ giang nha các bạn. Này liệu nít gáp cũng được các bạn ơi. Mình cái việc xỏ vô ngay giữa cây lụm mà. Ok, mình đã dựng xong cái liều cho thằng Đại nha các bạn. Liều phải nói là nó hường cực kỳ luôn. Cực trải nghiệm chói. Em triệu bạc á hả? Đúng rồi anh ơi. Rất là xứng đáng luôn. Cái liều này mà cho anh đá thì liều gì vậy? Triệu bạc. Ngồi hiền luôn hả? Mình sẽ bới quen một thời gian nha các bạn. Để anh niêm phong cho em luôn nè. Anh thấy cái này hợp lý cho em luôn. Có liều gì không có cửa vậy nè. Quá chán. Chờ ngày xuống núi thôi. Tới mình nha bạn. Mình đấu giá cái liều này phí 500k luôn. Giá quá hời rồi, được liều quá ngon luôn. Bây giờ mình sẽ móc nó lên cây rồi xong nha. Quá khủng vậy nha bạn. Đây đến cổng lên nè. Cổng lên, cổng lên. Đúng tiền. Tiếp. Xong nha các bạn. Cái liều mình rất là gọi là vintage luôn nha. Chỉ cần ngồi là hang má tự đưa lên nè. Lên. Cảm gì hả? Hết nổi rồi à. Quá đã luôn bạn ơi. Cái 500k mà cái liệu này là quá đã rồi. Tới mình nha bạn. Mình thì sau đấu giá thì mình đã đấu giá được một cái màn bọc thực phẩm này với giá 200k quá hời luôn bạn. Mình nhìn mấy cái liều một củ rồi 500k nhìn ta nó chán cực kỳ luôn. Cũng may mắn là nhờ cái não của mình
đấu giá được cái liều này. Quá dễ. Okay. Với cái màng bọc thực phẩm này thì mình cũng đã dựng liều bằng màng bọc thì nhiều ở bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chọn ba cây này làm ba khung xương. Sau đó thì mình sẽ quắn vòng tròn tạo ra một cái giường ở trên cây luôn nha. Ok, bắt đầu làm thôi. Thì mình cũng đã hoàn thành xong liều màng bọc thực phẩm của mình. Làm cái này muốn còng lưng luôn các bạn. Đây là cái mái và đây là cái sàn của mình. Mái thì che mưa. Còn giờ thì mình sẽ lên mình nằm mình trải nghiệm thử. Wow. Nhìn thì nó giống một cái võng vậy á. Ok nha các bạn. Nó mềm mại như nằm trên một cái nệm vậy á. Trời đã quá. Kiểu này chắc mình nằm tới chiều luôn. Cuối cùng là mình nha bạn, mình đã đấu giá được cái liều này. Giá 1 củ 6, khá là mắc luôn. Giờ mình sẽ trải nghiệm cái liều này luôn. Này ekip của đem liều à. Chắc là phải ké tồn rồi. Xin tồn anh ơi. Dạ xin tồn. Rồi xong cái liều của cu tồn rồi nha bạn. Vô trải nghiệm thử các em. Liều rất là rộng luôn các bạn. Rất là cao luôn. Bên trong rất là rộng rãi luôn các bạn. Và có rất là nhiều cửa luôn. Những cái cửa thì có thể mở ra được hết nha. Lấy gió là bao lấy luôn á. Rồi tiếp theo thì ở đây thì có những cái món đồ trang trí Noel các bạn. Cái này thì không cần đấu giá. Ba bốn hùng luôn. Ai muốn lấy gì lấy. Muốn làm gì làm. Ủa? Nhanh gì hả? Anh. Anh còn gì đâu. Rồi tình hình là mình thấy mấy cô nó đang trí cái hông nô xong rồi các bạn ơi. Nên tiếp theo sẽ là đấu giá ăn trưa nha. Nãy vậy mấy đứa cũng đói lắm mà đang trí nhiều quá đúng không? Đúng rồi anh ơi. Nên cái vòng này sẽ là ăn trưa. Vẫn là 5 món ăn, mỗi người chỉ được mua một món thôi. Nước thì là nước suối là miễn phí. Và vòng này là nước suối thoải mái, cái lần kia mấy khùng kìa thoải mái. Còn đồ ăn thì mỗi người mua một món. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đấu giá một cái hộp quà đựng đồ ăn nha bạn, đồ ăn trưa nha. Và giá khởi điểm sẽ là 200k. Do tụi nó còn tiền khá là nhiều, thằng nào cũng có triệu mấy 2 triệu không bạn. 200k. 200. Toàn. Bỏ nè. Toàn hình như còn 400 à. Đúng rồi anh. Ai kêu mua cái liều cho bự chi. Trả giá đi anh em. Tú. 200 hả Tú? Không anh. Không ai trả giá 200 đúng không? No. Theo kinh nghiệm nhà em trồng măng cục, một khi cái măng nó đã đen như thế này là chín mọng luôn rồi. 400. Chứ đã. Bỏ. Bỏ là. Đại số món đậu có dở lắm anh. Bỏ. Ok chốt 4 xị. Không hiểu tại sao lại mua cái này tiếng dốc 4 xị ăn. Khui thử ra ăn. Cái gì mà mọi người cười. Tò mò anh. Oh my god. God. Burger. Cái quả burger này anh mua là 40 ngàn á em. Em mua gấp 40 lần hả? Ừ, không sao, tiền của anh mà thoải mái em. Lỗ rồi. Có em trăm nè, đó. Rồi, ăn hamburger đi. Ok, tiếp theo lại là một hộp quà màu cũng đen luôn. Và giá thời điểm vẫn là 200k để ai cũng có thể ăn. 200. 300. 400. 500. 500 luôn. Đúng. Đẹp. 500 tốt. Rồi, cảm ơn nha. 600. Lão kìa. 700. Cương luôn tu. Cương tu. 700 mẹ, 700 rồi. Ơi bỏ cho con bé đi. Vậy. Bỏ nhiều tiền quá. Rồi. 700 một giờ vậy. Alo, đại. Của em. Xét thật là nhẹ nhàng. Là món quà rất là quan trọng. Rồi hết hộp cơm rồi đó. À hộp mì. Cũng được. Rồi 300. Anh không có nẻ có muỗng được, em mì ấy ăn muỗng được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một. Lại là một chiếc hộp với bạn. Và giá thời điểm vẫn là 200. 200. 200. 300. 300. 500. 500. Heo. 5 xị còn. Bỏ nè. 600. 600 vậy? Quá. 600 là 700. Thôi bỏ. 700 đồ gì vậy? Thôi em. Bỏ em. Ồ. Gì đây? Cái này giống cơm trắng quá. Oh my god.
Bye bye chào. Lão ơi, bên ngoài giết người, nhưng bên trong bên ngoài. Bên ngoài nó bự lắm mà sao bên trong. Cái đồ gà đâu mà mày? Ê kiếp chơi ác quá. Nào chơi móc ăn rồi bảo nè nó ăn kìa. Tao như người ta giấu cái đồ ăn dưới đây nè đúng không? Em sẽ tốt ít thôi. Tiếp theo là một cái hộp 200. Không biết hộp gì đâu mà 200 thôi, khá là mỏng luôn. 200 200 anh. Tổng vô giá 200. Tốn 300. 300. Toàn còn 400 quốc cây nghỉ chơi luôn toàn. Thôi anh. Rồi 300 hộp về Tốn. Vậy là hộp quà này là cuối cùng này. 200 toàn em mua không? Không nhận ăn chưa? Mua với anh 200 luôn. Ok. Rồi Tốn mở đi coi. Tốn mở trước đây có gì nè. Hồi hộp. Ừ. Ô. Cầm miếng giấy ăn luôn em. Ủa sao giống đồ gà của con gì? Không phải đâu. Không phải đồ gà của dĩ đâu. Trời ơi, nhìn nó đã kìa. Nè là dĩ. Nhìn tao ăn rồi, ăn miếng cơm nè. Ồ. Mình ghét bằng hiếu của anh dĩ. Rất quá mọi người ơi. Cái này của Toàn 200 hả? Đúng rồi anh. Thôi Toàn. Mỏng quá anh. Ê, cái này quen lắm nha. Wow. Tự tưởng. Một cái bánh giá 2 xị. Tuyệt vời. Vậy là buổi trưa nay ai cũng có đồ ăn hết hả? Đúng rồi. Không có ai bỏ đói nha bạn. Ai cũng có đồ ăn hết. Đại ăn mì Ý ngon đại. Quá ngon. Còn Toàn ăn bánh sữa chua. Nhìn là biết ngon à. Cái đó ăn cũng cầm bụng được em. Đúng rồi, nhiều calo. Còn ăn hamburger ăn sống bả luôn rồi. Quá ngon thiệt không. Còn Tú ăn đồ gà nướng và Dĩ thì thử ăn cơm không. Ngon rồi, tuyệt vời các bạn. Quá hài không? Rồi ok, tụi mình đến với lại buổi đấu giá ăn tối với bạn. Một buổi đấu giá rất là quan trọng luôn. Do tối nay mà đứa nào mà đấu giá nhiều cái món gì đó nhậm nhí là cả đêm sẽ rất là đói luôn các bạn. Mỗi người sẽ được mua một món đồ ăn và một món tráng miệng thôi. Chỉ duy nhất mỗi người mua một món, tức là được hai món á. Một đồ ăn và một tráng miệng. Hiện tại là Toàn còn nhiêu tiền Toàn? Còn 200 anh ơi. 2 xỉ à? Đúng rồi anh. Nó tắt tay vô cái liều luôn các bạn. Cái liều phía sau. Rồi với giá khởi điểm mà muốn cho Toàn có ăn được thì quyết định là sẽ giá 200 Toàn. Chưa, món này nhìn có vẻ bèo quá. Em mà vừa ra giá 200 cái tụi nó bỏ hết là cái đó của em. Mình thấy là tụi nó chưa có động lực đúng không? Đứa nào mà mua cái món này sẽ được tặng ngay một chai tiếu đê. Tiếu đê Nhật Bản nha bạn. Chai thứ ba Nhật Bản. Đó. Combo tặng này hoàng luôn. Để mua một tặng một. Combo ngon quá trời kỳ tọn. Cái này dài như thế này, tỷ lệ khoai lang khá là cao. À, khả năng là con cá. Nghi con cá lắm. Sao lóc hôm. Không ngon. Thôi cô bé cũng không có tặng cá cho lắm. Vậy là ai cũng bỏ qua hết là mình sẽ riêng món này ra là chỉ còn 4 miếng là tranh giành nhau nha. Không có. Đi. Đừng có chần chừ. Hai sĩ là thứ nhất. Hai sĩ anh ơi. Còn nghe hai sĩ rồi. Đừng con mày. Cậu giá đi. Không ai giá hết hả? Cho anh. Cho anh. Quá. Là mình buồn quá. Cho anh giúp mình đi ra để thằng nhà giàu chơi thôi. Vậy bây giờ là tụi mình thiếu một cái ghế ngồi nên giờ Toàn đã giá 2 sĩ. Rồi hối hàng cái Toàn. Không. Cho nhà nghèo đi ra đi. Nhìn nó biết phải cá rồi. Ngon á. Trời ơi. Cái... Được hả? Ô. Được á. Trời ơi, một cục ba chỉ xong khói. Ba chỉ xong khói nha bạn. Nhìn rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Và được uống thêm với chai thứ ba Nhật Bản nữa thì rồi còn gì nữa đúng không? Đúng rồi anh. Trời ơi. Em hết tiền rồi hả? Hết à. Rồi em vừa gửi cho anh Dĩ. Dĩ đây ngồi vậy. Món tiếp theo lên. Lên. Và món này là không có Toàn đấu giá nha bạn. Anh giờ anh biết món gì, món này là phải uống với lại em cà phê nha bạn. Cà phê N-OK. Cà phê N-OK. Gọi là, đây gọi là cà phê báo nha. Cà phê báo. Có chữ OK gì nè. Và giá khởi điểm vẫn là 200 ngàn. Ai không ăn thì có thể ekip sẽ ăn. 200 300 300. Tự nhiên mắt trái em giật quá anh. Em nghĩ món này ngon. 500. Hết sọt. Vậy. Oh my god. 600 600 là hơi nhất. Đã sân chơi này thì chỉ có người giàu mới nói chuyện được với nhau thôi. 700. Bỏ. Tưởng gì. Tốt. Rồi 700 đồ gì của ăn. Tiền trao cháu múc. Tiền vô liên tục luôn. Giàu dữ ta. Không em. Có luôn. Nếu mình đó không làm đây là thịt bò nướng. À, gì?
gà ủ muối. Gà ủ muối cho bạn chàng khè luôn. Rồi ok, món thứ ba nha bạn. Món này khá là dài. Món này là món thứ ba rồi đó, chỉ còn hai món nữa là hết á. Và món này thì anh sẽ uống với lại Coca-Cola Nhật nha bạn. Chai rất là đẹp luôn. Chai này là bằng nhôm đàng hoàng nha. Và giá thời điểm vẫn là 200k. Mọi người nhiều tiền quá mà. 200. Nhiều chứ. 200. 200 là cho lớn vô. Tâu. Đang quay đầu ngu gì tới kìa vậy? Muốn đi hai bên tìm chú bé đàn bên kia hả? Ở đây. Em không thích món dài anh. Bỏ anh. À, hàng em ngắn, em chỉ mua những món ngắn thôi đúng không? Anh nghĩ sao vậy? Ủa, em mua rồi. Ủa, em có rồi đúng không? Em không được mua nữa, giờ em chỉ mua tráng miệng thôi. Bỏ đi. Kinh nghiệm dài của em không bao giờ ngon anh. Có gì bánh mì sao? Bỏ. Bánh mì uống với Coca nè, nó nở ra nè. Hai xị, mua về là rẻ rồi em. Khuê đại. Cũng phải đen. Đây, món chính là con cá mà anh Toàn nói lúc đầu. Nó cũng xuất hiện rồi mấy bạn. Cá tẩm sắp tới các bạn. Cá này chỉ cần hâm lên và ăn thôi. Uống với lại Coca nữa thì y như đồ nhậu của em. Tuyệt vời. Rồi, em không được đấu giá đồ ăn nữa nha, chẳng ngồi đó em. Ừ, chẳng ngồi đấu giá tép miệng mà. Tiếp luôn. Ôi. Món này ngon. Món này sẽ được tặng kèm một lon xì tin nha bạn. Đây là xì tin con cưng. Xì tin con cưng. Có hình con cưng nè, editor hiện vô nha. Đó. Xì tin vàng con cưng và món này 200k. 300. 300. 300. Là chỉ còn có hai đứa thôi đó. 500. 500. 600. 600. Bỏ. 600. Chốt vậy. Ừ, quá trời. Ủa. Gì đây? Wow. Ờ, tiền tươi. Gà nướng muối ớt. 600. 600 được con gà đâu. Rất là lợi em, con gà này anh mua 200 á. Mày tổ chức có chuẩn bị nhầm không ạ? 700 được nửa con. 600 được yên con. Ờ, tại vì con nó không ủ muối, con em ủ muối em. Xịn hơn. Tiếc quá đã. Rồi món cuối cùng. Trời ơi, và món này là chỉ còn có một mình thằng Tú nó còn thôi và giá khởi điểm là vẫn là 200k cho Tú. Tú có muốn mua không Tú? Không mua thì nhịn đói. 200 anh. Rồi, hụt về Tú. Mua cuối á thì sẽ được những món dở nha bạn. Bự như vậy mà chắc chắn là dở. Đồ thôi, thôi cái anh gài có thì là ngon. Cảm ơn em nha, năm mới vui vẻ nha em. Rồi, khui em. Ê, học khoai lang. À quên, cái món này là được tặng kèm chai nước nho nha bạn. Chai này chai cuối cùng rồi. Khoai lang uống nước nho. Khoai lang vậy không? Nguyên hùng khoai lang hả? Trời ơi, oh my god. Cái gì vậy? Wow, bệnh gì vậy? Chữ này có chữ nè, có chữ gì vậy? Ôi, gà tây. Gà tây em, gà tây. Bự vậy đó. Cầm lên nặng. Có 7kg em. Trời ơi, chứ hả? Rồi, Tú được nguyên một con gà tây nhưng mà được cái này có chê nước nho. Rồi ok, chúng ta đến với vòng 5 món tráng miệng bạn. Và đấu giá lần này là cuối rồi nha, 5 món cuối rồi. Vô luôn. Ai không mua là hỏi tráng miệng. Tráng miệng thực ra là cũng không quan trọng đâu bạn. Này là dài chân cũng không mua đâu ha. Và giá thời điểm rẻ thôi. Tráng miệng thì chắc là chừng 100k là ăn được rồi. 100k. Không mua có thể bỏ qua. Ekip sẽ ăn. Tao mua ấy. Tao mua ấy. Anh cho em 100k. Ăn cho hả? Rồi 100k ăn. Bỏ tiền ra 100k mua cho Toàn. Có ai mua không? Thôi mua đúng không? Không. Rồi ăn mua cho Toàn nha bạn. Người tốt. Rồi ăn người tốt còn quá nhiều. Rồi Toàn khui Toàn. Em muốn Toàn tối nay không có mua kém gì mọi người. Không có món tiếng miệng. Lá lành đùm lá rách. Cái tiếng mà quán dữ hả? Thở sao nhiều dữ hả? Nhiều cái hàng ngon. Sao giống trái dược chuột hả ta? Dưa leo nha bạn. Thở nó dài kìa. Em gọi anh Toàn là da két không toàn quá. Nó biết hay chưa hả? Toàn. Rồi Toàn không được mua nữa nha bạn. Rồi lên bảo ăn. Wow, như bánh ú vậy bạn. Món này vẫn là 100k. 100k. Đại tắt tay. Có ai mua không? Theo linh cảm của em là số 2 rất là may mắn. Dẹp tận 100k đi vô em. Nhiều. 200. 200k. Vậy. Bỏ Tấu. 250. 250 lẻ kìa. 300. Bỏ. Rồi. Gài em kìa. 300. Ăn khui. Cái thằng này thiệt chứ. Khui thử em. Không ngon đâu anh. Bánh mềm mềm ta. Thì kiểu giống bánh ú. Ồ. Cái bơm á. Ồ. Ồ. Một quả lê. Này là táo cho mày lê em. Táo Nhật Bản em. Táo màu vàng.
Ôi vậy mình nhìn em tưởng lơi. Ngon cực luôn em, ngon cực luôn. Ừ, 300 mà. Ăn hết được mua nha. Tiếp bảo ơi. Vậy là chúng ta chỉ còn Vĩ Đại và Tú thôi đúng không? Nhẹ nhàng với nó. Cái này phải nhẹ nhàng hả? Ồ, món này thì không được đụng vô nha, món này rất là ngon. Và bật mí cho mọi người là món này nó màu đỏ. Và giá thì điện khoảng là 100k. 100 gỡ. Vậy thôi gỡ. Giờ tao lẻ luôn rồi, 100 gỡ. 50. Đùa thôi. 200 là thứ nhất. 100. 200 là thứ hai. Đi. Chốt kèo, 200 về Tú. Trời sao nó nhẹ chứ hả? Sao? Nếu nhẹ anh nghĩ là bị bút thôi. Một trái dâu tây Hàn Quốc nha bạn. Còn dâu Hàn Quốc luôn em. Dâu mà nó bự kìa, nó bự hơn cái đầu anh nữa. Chắc ăn luôn. Đừng ăn uổng lắm em, để chúng ăn tiếng miệng em. Để kiếm tiền kỳ luôn. Rồi vậy là Tú hết được mua rồi nha. Chú ăn cười em á anh. Món tiếp theo. Vậy là chúng ta chỉ còn Vĩ và Đại thôi nha bạn. Vĩ Đại thôi. Cũng dễ bởi. Món này mặc bí cho mọi người là bên trong ruột nó màu cam, giá là khoảng là 100k. Ruột màu cam. Rồi. Chuối. 150, Đại đâu có tiền đúng không? Xong anh. Rồi ok. Thôi em. À, dưa lưới. Hay là thông minh chứ ta. Tựa, nhà em chồng anh. Dưa lưới gì nhìn đẹp chứ các bạn, màu vàng. Trời ơi, dưa lưới hoàng kim, ruột màu cam em, dưa lưới ruột màu cam. Ngon. Rồi, món tiếp theo luôn. Vậy là món cuối cùng này đã thuộc về Đại và 50. Em còn đe xuống 50 đi anh. thấy cũng tội nghiệp phải không ạ? Chạy giá. Em còn có 100 ngàn hả? Rồi, 90 ngàn em. Cũng được. Cũng được luôn. Rồi, thôi em. Ủa sao anh còn? Vẫn còn đây. Ơi. Cũng đỡ. Cũng đỡ hơn một người nào đó. Ngon. Cái này gọi là trái đào út với bạn. Đào út. Ủa bự vậy hả? Trời, nó có cái đường kẻ nè. Như cái mông luôn, nhìn rất là tuyệt đúng không? Đào út của em ăn ngọt cực luôn, anh mới vừa ăn hết 3 trái mà. Nhưng mà 10 ngàn anh. Ok em. Rồi vậy là tụi mình đã đấu giá thành công. Ai cũng có đồ ăn, ai cũng có nước uống các bạn. Rồi lại hưởng thức những món mà ekip đã chuẩn bị xem có ngon hay không nha. Vô mấy đứa. Mình sẽ ăn đầu luôn nha các bạn. Hồi nãy mình đấu giá mình được cà phê báo, gà ủ muối, trái táo mà nhìn giống như trái lơi. Khai trương cà phê báo trước đi. Mình biết đắng rồi. Ừ, nó lạc. Còn còn xíu uống vào cái mình muốn báo con dĩ ghê á. Tiếp theo là ăn thử gà ủ muối, ăn không trước đi. Wow, đã chưa? Không có nữa con hả? Nó cứng chưa hả? Cứng quá, thắng luôn em, biểu diễn luôn em. Ok em. Trời ơi, nghe ơi, nghe nó thôi em đủ găng á. Thôi lần dĩ không vô cái này, dĩ vô này dĩ không ăn luôn rồi. Nó như gà luộc mà nó hơi mặn mặn một xíu anh à. Rồi da bên ngoài thì nó dai không bình thường. Nhưng mà ăn ngon á, cái này mà chấm thêm cái muối tiêu chanh nữa là đúng bài á. Đổ muối rồi chấm tiêu chanh nữa. Nó thấy vậy á. Tiêu chanh mà pha với đường xíu. Ngon anh. Thử té táo nó coi ngon em, táo Nhật á em. Ăn như ngon. Táo Việt Nam mình á, màu heo vậy là táo bột. Nó chỉ có khác là màu vàng thôi bạn, chứ bự hơn thôi. Có mọng nước không? Bột bột anh, nó mà rút á. Rồi tới mình, hồi nãy mình đấu giá được xì tin con cưng với gà nướng. Dưa lưới. Ôi xì tin con cưng rồi. Anh mua anh chưa uống luôn em. Hai. Ngon. Ngon anh. Uống cái muốn chơi liên quân luôn hả? Trời ơi cái đuổi đó kìa. Xé cái đuổi nó hư em, để anh mượn anh coi thử có đọc không. Nó gắt luôn anh. Ờ mới hư rồi. Trời ơi. Bao nhiêu người không có ăn. Đó. Không có gì hả? Ngon, ngon. Ngon à? Ngon mà nè. Trời ơi. Tao hết trời giật á, bên luôn ăn cắn rớt cái răng luôn kìa. Thôi là em đủ răng á. Để dưa vàng dựng cho Vĩ nó mua được cái này các bạn. Ăn cái dưa này thử coi. Coi còn cái dưa này thì mình sẽ đập nó ra nè. Ồ. Ồ một cam thiệt kìa. Ngon chứ hả? Ngon không? Như đường cái gì? Ngọt dữ ha. Lần đầu tiên anh ăn dưa lưới mà ngọt vậy á. Ngọt ngay luôn các bạn. Như dưa hấu vậy á. Anh nhớ dưa lưới là thường mà ăn là nó lạt nhát mà ta. Ngọt ít anh ạ. Này ngọt lắm á. Chắc anh nhầm với dưa gan rồi á. Tiếp theo là tới mình. Buổi đấu giá thì mình đã đấu được một miếng thịt heo phun khói, một chai trà xanh và một trái dưa chuột của anh ăn tặng mình.
mình quý trái này lắm. Không ăn hả? Không anh. Món tính nó dai là chính rồi. Sao ngon không? Được anh. Ăn với chuột chuột hắt rồi. Xong để tối bạn. Ăn nữa thôi. Ăn nửa trái thôi. Đúng rồi. Uống tiêu đời. Thôi tiêu đời không có gì review đâu các bạn ơi. Nét luôn. Đại. Sau buổi đấu giá, mình đấu giá được con cá. Tiên tri của anh Toàn đúng lắm mấy bạn. Một chai coca với lại một trái đào tiên. Trời ơi, con cá này giờ phải nướng lại thôi, hâm lại. Trong lúc chờ con cá chín thì mình khui lon coca ra mình uống đỡ buồn. Là miếng đào chứ. Ăn như tôm không với ăn cái cắn cái dục. Giờ thì mình chờ cho cá chín rồi mình ăn thôi. Rồi, mà thấy con cá nướng với bẹt mình cũng đã bắt đầu nóng nóng rồi mấy bạn. Mình ăn luôn, gạch nó ra một đường. Trời ơi, nó mướt kìa. Cái này sốt gì vậy? Xúc cà hay gì vậy? Xúc cà sắp tới rồi nữa to. Từ ừ. Đây để anh làm biểu diễn cho em ăn nè. Dễ dễ như vậy nè. Chấm miếng sốt nè. Sao? Rất là ngon luôn. Xúc cà chua nó chua chua. Rồi được xếp bút với đút thì đầy đổ gì nữa. Rồi giờ học lại lớp 1 cách nên sử dụng đũa em. Ok. Rồi cuối cùng thì là mình sau một buổi đấu giá gồm gà thì mình đấu giá được con gà. À gà tây. Đâu để mình hui ra thử. Rồi bây giờ mình sẽ hui ra coi gà tây là gà như thế nào. Ồ, con gà này sao bự thế. Gà này lạ thế nhờ. Cắt gà, cắt gà đúng rồi, xíu cho cái đùi. Trời cái đùi bự chứ. Cái đùi bự vậy hả? Đây cái đùi thì cũng có nhiêu đây thôi. Mò nãy giờ thì đã tháo ra được cái kia rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem con gà tây này lên nướng. Đừng ái hèm nha, đừng ái hèm. Hèm đâu em ơi. Trời ơi, chuột cho đăng. Quá là tớ. Sợ cái gì nướng. Để không. Rất là ngon nha. Con gà đầu tiên thấy mình nó bự tổ chán nè. Ờ, cục phố câu nó mà nó bự. Đại, đá không đại, nhìn giống trái banh vậy. Many, many minutes later. Rồi tình hình là mấy anh cu nó ăn xong luôn mà con gà của thằng Tú vẫn chưa chín luôn các bạn. Vẫn xì khói kìa. Buồn quá. Mấy anh hình như không có gì thay đổi luôn á. Thì ta. Chán con gà này quá. Ồ, nó vàng ơ mới dính luôn kìa. Giờ kiếm đồ lặt lại Tú ơi. Rồi, vậy mọi người giải tán cho Tú nướng gà coi. Rồi, tình hình là lặt lại thì con gà Tú. Cái này người ta thường là tao phải nướng ở trong cái lò Tú ơi. Con vậy thành gà bóng đêm. Ồ. Mình lột cái lớp bóng đêm này ra nè. Nó chín rồi nè, hai cái sớ nó trắng ha. Đó, bên này rồi. Gà tây. Nó mềm lắm anh, cái mùi nó cũng lạ, ngọt ngọt. Ăn cũng được lắm. Ăn ở dưới gà bình thường thôi, có ở đâu. Ở dưới gà bình thường thôi bạn, nhưng mà nó bự quá, cái này là phải nướng trong lò mới được. Rồi, khẽo khẽo ăn từ từ đi em ơi. Rồi bây giờ mình ngồi mình ăn nào hết gà thôi. Really nigga. Người ta ăn một lần là no luôn em, ăn lần có một miếng nhỏ 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 không à. Úp phê em. Đọc lại Việt Nam. Rồi tình hình là mấy thằng cu nó ăn xong nó đi ngủ hết nha các bạn. Bạn Tú thì nó vẫn còn ngồi nó nhấm nháp con gà. Sắp xong chưa cô? Còn nửa con nữa là xong rồi. Nửa con rồi. Và bây giờ là mình sẽ review chỗ ngủ của mấy đứa tụi nó trước nha các bạn. Đầu tiên là con đại. Đêm nay có chắc là ngủ được không em? Bao luôn anh ơi. Sao nằm thử trên coi rồi ngủ sao rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Có cả anh cộng là không? Thôi anh được rồi, để chó mát anh đi. Do là miền Nam của mình mùa đông thì nó không có lạnh các bạn, nó cứ sương sương à. Rồi, cái này là của thằng Tú các bạn mà nó đang nướng gà. Nét luôn. Qua tới là vậy. Đèn lấp lánh gì đồ đã chứ cây hông Noel thôi nha các bạn. Đây, cây hông Noel, cây hông tuyết. Còn gì? Không có cây hay gì? Treo vậy thôi hả? Mày cũng sao hả vậy hả? Trời ơi, sáng quá. Như tổ chim vậy hả? Đúng anh, đã rồi. Như giỏng vậy. Rồi, tiếp theo là ăn được cái liều màng bọc thực phẩm nha các bạn. Ổn áp em. Ổn anh, tại vì làm chim giỏng vậy. Như làm giỏng vậy hả? Mình kia trắng gió biển rồi.
miền Nam mình thì thật sự là mùa đông cũng không có lạnh như các bạn, cũng bình thường. Quá ok luôn. Rồi cuối cùng là Kuton, Mary Christmas, rồi băng rôn, sao không Noel, sao và trái rồi. Toàn thì nó không có đèn chớp chớp nha các bạn. Mình ngủ chung với Toàn. Ekip mình là chắc tối nay là chui vô đây ngủ hai ba đứa. Cameraman rồi các kiểu vô đây ngủ chung với Toàn, liệu bự quá để ủ lắm các bạn. Quá trống luôn. Trống quá em. Vậy là tối nay em ngủ bệnh. Đúng rồi anh. Anh ngủ bên đây nha. Tao liệu bự quá. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Merry Christmas. Và vẫn như thường lệ là ban đêm thì ông già Noel lại đi tặng quà cho mấy bé hư nha các bạn. Mình sẽ vào xem bé đầu tiên này nè. Này là chắc là bị mẹ mắng hay gì mà bắt đuổi ra khỏi nhà và làm liều sinh tồn ở nha. Bé này không có cái đồ dớ mà bỏ cái bức thư lên ta. Ủa không thấy cái đồ dớ nào hết đâu ta. Ta tính tặng quà cho nó mà không có dớ. À đây. À, nó giấu gì đâu với lòng đất hả? Hôm nay ông sẽ coi thử coi là bé này là bé ăn nha các bạn. Coi là có cái điều ước gì. Nếu như mà nó quá khó thì ông xin phép bỏ qua. Còn mẹ nó ước cái gì mà nhiều dữ vậy, cái gì quá trời luôn nè. Kính gửi ông già Noel. Cháu ước ông già Noel tặng con xe. Xe mạc với cái xe mẹ. Xe đét, trời ơi mẹ ơi. Và iPhone 25 à thêm nữa, nhớ cho quà cho con nha. Cảm ơn ông già Noel. Cháu này lại là không học cái điều dạy của thầy Huấn rồi. Có nào thì mới có ăn, không nào mà chỉ có ăn đồ ăn không được rồi. Để mình coi có cái món gì mà thật sự nó không có tác dụng gì cho cái bé này không. Sau khi một hồi lục thì ông cũng tìm được iPhone 25 cho cháu đó rồi nhé bạn. Bây giờ cái này hả? Để ngay gói đầu nằm thôi. Tham Nam Mercedes thì nằm mơ đi nha. Rồi tiếp theo là ta tìm được một cháu mập hơn ta luôn nha. Cháu này mẹ cháu này đóng vai ông già Noel mới đúng nè. Ngủ nè, coi ngủ hẳn cẳng luôn nè. Đăng ký đồ các kiểu, đèn lấp lánh, Noel và cái cây hông tuyết dữ à. Đây coi cháu này tham lam cái gì nha. Rồi cháu này cái dài có cái mạc chưa tháo ra nữa. Noel này con ước. What the Noel này, bé này ước được lên tranh thách đấu trong liên minh á. Trời ơi, cái này nó còn khó hơn là tặng cho nó iPhone 25 luôn á, thiệt luôn á. Đồng nát rồi là lên khách đấu hả? Thôi vậy không sao đâu. Tặng cho em nó một con iPhone để nó chơi liên minh nha các bạn. Chơi liên minh. Rồi cháu này là cháu Tú nha. Hôm nay ông thấy cháu này đẹp, trang trí rất là đẹp, liều cũng rất là xì tin nè. Này là cây hông chớp chớp nữa. Để coi cháu này ước gì nha. Trời ơi, mẹ nó tham kìa. Nó ước được một con iPad Pro Max. Với lại ước thêm 3 điều nữa. Bình thường nếu như ông già Noel mà có phép thiệt là nó biến thành con gà hay con chó gì ham quá bạn. Nhưng mà dù sao thì nó ước một con iPad nên mình quyết định là cho nó con iPad thiệt luôn nha. Để đâu giờ ta? Cho nó ôm ngủ đi. Rồi, kế bên đó thì có một bé lồng chim nha. Bé lồng chim thì để cái đôi giải đâu ta? Đây bé này là bé Dĩ nha. Năm trước thì bé này ước có một cô gợi sắp đi nghỉ dù á, ước có gợi á. Bé này tim khá là nhiều luôn nha, sống ngảo quá nha. Bà mẹ nó ghi kìa. Kính gửi ông già Noel, con ước có một cô gái thật đẹp luôn. Nó có gợi rồi, nó còn ước thêm cô gái nữa ham. Mùa đông lạnh giá này. Chữ gì lên Quảng Ngãi. Thôi nó xì tin quá, mình thầm đọc không hiểu luôn. Mà nói chung là nó muốn một cô gái đẹp. Không được rồi, cô gái đẹp khó quá, chắc phải để từ từ chờ ông già ăn chút nha. Rồi tình hình là nó ước một cô gái đẹp á, nên ông già Noel đã tìm được một, đây là bà già Noel nha. Nó quay nữa, lúc đây cũng vậy hả? Ok, ông đến với cái căn liều cuối cùng. Cháu này rất là ngoan luôn nha, nên ông sẽ đặc biệt quan tâm. Để coi cháu này ước cái gì. Cháu này có cái đôi giày rất là đẹp luôn nha. Mở ra coi bên trong có gì nào. Tao có đứa ghét cái gì vậy? Con ước có một dầu ăn khổng lồ. Mong điều ước là sự ăn. Đó, nó muốn con trai dầu ăn khổng lồ. Bà dạ đúng hết rồi, có chuyện làm nữa rồi. Vô. Mới mệt mỏi quá. Không sao đâu, nó điều ước mà. Mấy bé này ngộ ghê luôn. Đáng lẽ là mình tính cho nó cọc.
trăm đô này nè, mà nó không thèm, nó đòi bà già, nó đòi chai dầu ăn nha. À, vậy thì mình sử dụng thôi chứ sao giờ. Rồi bé nào cũng có quà hết, vui cả làng nha. Để ngựa bé ơi. The next day. Rồi tới sáng rồi nha các bạn. Và thử thách đã được hơn 23 tiếng rồi. Sắp đủ 25 tiếng rồi. Bây giờ kêu mấy anh cu dậy để đấu giá buổi ăn sáng nha. Dậy toàn. Rồi con chim này dậy coi. Cũng giữ cụ. Cũng ngon không? Ngon hả? Đủ được rồi. Ngon hả? Lắc lư gì cũng ngon nữa hả? Ấm. Ấm nữa. Nó còn cái dây vô cái cây các bạn, nó không lắc lắm nha. Hồi đó mình không biết. Quay gì chọc chóng thì cũng không được. Nói chung là thằng này không minh lắm. Tiếp theo là phú. Quay. Chạy cu. Quay cũng ngon. Chạy kè luôn kìa. Đưa vải. Tại cái này này cũng ngủ được nữa hả? Cái đại. Ngủ ngon em. Được á. Ủa mà ở nhà tao có tiền rồi. Lạnh đâu? Tao ngủ lạnh đâu? Không. Chết cứng luôn hay gì vậy? Qua ngủ đã không em? Lạnh lắm anh. Em ở đây lạnh hả? Bị gió thổi hay sao? Hai bên. Gió thổi hai hướng luôn. Cỡ sáng sáng á, nó lạnh. Lạnh cực kỳ luôn á. Tại kia em ở cái vị trí đâu mà nó trống lóc rồi, không ở chung mọi người. Ừ. Đúng kinh nghiệm anh mà. Mọi người ở trong rừng, còn nó thì ở ngay bờ biển nha bạn. Rồi mình đã tập hợp được 5 thằng cu. Và trước khi đến với cái buổi đấu giá ăn sáng thì tối qua hình như là có ông già Noel ghé thăm đúng không? Đúng rồi anh. Ăn được gì ăn? Em ước là được iPhone 15, ô 25 với con xe Mercedes. Được tặng là cái hộp ông iPhone nè. Tặng em cũng iPhone luôn. iPhone 25 á. Cũng là iPhone nhưng mà nó lạ lắm. Có tiếng nữa mà. Đó. À, iPhone này là thế giới của tương lai. Hả? Đúng rồi, công nghệ cải tiến. Em nghĩ là đúng là tương lai, nhưng mà tương lai cho sau này cho con mình xài. Đúng rồi, 25 năm nữa là em có con là con là, em dạy đấy. Là hợp lý á, đúng không già Noel? Biết trước tương lai luôn mà. Nhưng mà trước mắt thì chút kết thúc video thì đem về trả cho con gái anh cái đã. Rồi, đại ước gì đại? À, tối qua em bước lên ranh thách đấu liên minh anh lên, nhưng mà giờ em tặng cái... iPhone. Có lẽ nào? Ủa sao nó hết pin ha mọi người? Thôi để em về em sạc pin chứ chả hết pin rồi. Anh cảm ơn anh nha. Anh nói là sợ em buồn. Thôi được rồi, em cứ đem về sạc pin, sạc tới 3 năm sau cũng không lên. Cái mô hình nữa là gì lên. Ủa anh Tú được cái gì Tú? Em được nguyên cái iPad luôn anh. Như là người cái iPad luôn. Em ước gì mà được iPad kìa? Em ước được cái iPad với hiệp 3 điều ước nữa anh. Vậy là anh hiểu rồi. Bữa đó anh cứ cộng gà Noel mà ông nói là nhỏ nhóc này ham lam quá. Nhưng mà ông vẫn cho nó cái iPad. Nè mở ra nè. Bên trong có cái iPad liền. Giờ em hao quá ham lam á, ông lấy cái iPad thiệt ra rồi. Bỏ iPad giả vô cho em á. iPad này là ngon lắm á. Em giỡn hả nè. Dễ tới tim nè. Thấy không? Sao đó nó có nút xó luôn nè. Thấy không? Làm bình dương dễ lên chó là phải như vậy nè. Đây, chó là phải như vậy. Giống y tủ luôn. Nó mỏi. Đúng là chó độc lạ bình dương. Ai cũng có quà hết rồi. Toàn như vậy có gì à? Dạ, một chai dầu ăn khổng lồ anh. Em ước gì á? Em ước có một chai dầu ăn khổng lồ anh. Vậy là có thiệt rồi. Đúng rồi, phải ước gì có thiệt chứ anh. Đúng rồi, ước phải có thật tới vậy. Mấy khi ước xạo ông già Noel, ông làm có tiền mà ông mua được mấy món đúng đó anh. Nếu như ước với anh Lâm thì mai ra anh Lâm còn không cho. Chứ tự nhiên ước với ông sao không cho được. Vậy ước gì cu? Ước một bé xinh đẹp mà cuối cùng em cũng như năm trước. Sao? Năm trước được cô gái xinh đẹp, năm nay cũng được nữa hả? Đúng rồi, cô gái này lạ lắm anh. Nói chung là tấu hài cho vui thôi. Chứ quan trọng vẫn là đấu giá nha. À, ở đây là có 5 món đồ ăn, món nào cũng ngon hết. Nhưng mà có món ngon nhiều, có món ngon ít. Nên chúng ta phải đấu giá. Đầu tiên là một chiếc hộp hình vuông đây. Nào cũng thằng là 200-300 hết rồi. Vậy là phải ra này 10.000 cho thằng Đại mua rồi. 10.000. Rồi cảm ơn anh em nha. Có ai mua không? Mua lần này cũng lại nha. Một chai dầu ăn. Là 20. Chai dầu ăn này 20 mà. Đúng rồi anh. Trời không bán em. Trời của em tôi không ai mua hả? Cô cho vô cho Đại luôn hả? Tốt còn nhiều rồi. Tại em, tụi em là một người tốt mà. Giáng sinh là chúng ta không nên dẹp tay em. 300. Ừ. 300 này có ai chó không? Tốt 350. Bỏ hả? Còn 300 mà. Còn 300 hả? Rồi.
của An rồi. Được tặng một chai BTS cà phê sữa. Nhìn mặt đẹp trai là được rồi. Không đẹp trai bằng anh em. Rồi. Nè, đây nó có cái đồ cầm nè, đó. Cái bánh nè, World Cup. Anh mới đá giờ hắn về á. Này anh mới đi lên World Cup, giờ anh đá với nè, cặp với Messi với em. Cái ăn được tay banh này nè. Ô hô. Nó heo bay đó chứ. À, bên trong nó có mấy cái bánh hạnh nhân á bạn. Bánh ngon cực, review em. Review thử cái của em. Đó, người do hái. Tưởng bánh này dành cho Sùi tộc ăn anh. Uống anh gym đó em. Cắn cái nó, hòa tay hết trơn rồi. Ăn nó khô hàng lắm, dạ. Uống anh gym. Sự kết hợp hoàn hảo. Ngon tuyệt. Đúng rồi anh. Giống hai người do hái á, người do hái là không bên nhất thế giới bạn. Rồi tiếp theo là bánh hình tam giác quỷ. Giá khởi điểm 10k. 10k. Năm chọc. Năm chọc. Tú. Hình tam giác dở lắm. Em thấy hình vuông. Rồi vậy 50 đô hộ về Tú rồi. Thôi vậy rồi. Trời ơi. Thôi em. Em được tặng kiếm anh gym cho em không? Đó anh, tờ em để đầu luôn anh. Để sẵn luôn hả? À. Anh gym nha các bạn. Thành tâm giác ở gì đây? Tâm giác quỷ em. Trời ơi. Bánh tâm giác quỷ. Nó xíu vậy hả? À sao con la em ơi. Sư quý tộc hay ăn mấy này lắm anh. Hộp này hình như là 200 mấy, 300 ngàn rồi em. Ngon rồi. Giữ có mấy cái à. Không được 20 cái nhỏ xíu như vậy nữa bạn. 200 mấy chục ngàn. Không tiền nào của đó, ngon. Ngon lắm. Ngọt không? Sao quý tộc ăn vậy không á? Anh Jin nha bạn. Anh Jin đi nghĩa vụ rồi. Anh Jin của em đi nghĩa vụ rồi. Bây giờ em hơi chuẩn bị hát hết anh Jin của em đi. Đâu. Em là... Anh em xin đâu với anh Jin. Rồi tiếp theo là một cái hộp hình vuông giống như là cái bánh chân vậy nè. Bự ngang. Bự ngang mọi người. Tự trả giá trước luôn rồi. Nhường cho thằng bé anh ơi. Rồi ok. Bé được thôi. 10 ngàn mua được cái hộp bánh là lợi em. Hộp bánh 300 ngàn á. Trời ơi 300 ngàn hơn dĩ rồi mấy bạn ơi. Đẹp lắm, bánh đẹp lắm mấy bạn. Mấy bạn nhìn nè. Y như là ngoan da vậy á. Thì đi thử coi bánh quý tộc này là bên trong có gì. Anh còn chưa ăn bao giờ luôn em. Đây nè cho em anh RM nè, em review anh RM rồi anh uống này cho em. Nè. Cho em hộp kim chỉ nè. Bất ngờ chưa ông già. Ngon. Ừ hộp bánh nè. Gì vậy? Bánh này đang chỉ không đóng hộp vậy. Tiếp theo là một cái hộp hình chữ nhật toàn chai dầu ăn hả? Chị giá thời điểm là 0 đồng. Tại mua với anh. Mua. Cho chai dầu ăn luôn. Tấu chăm anh. Trời đây hụt về Tấu rồi. Tình người không còn. Tình người không ấm áp với mùa đông rồi. Hôm nay nãy giờ hôm qua nay anh chưa được hôn nên nay em thôi hụt Tấu rồi có gì nha. A bé nha bạn, bánh A bé có hình cái hộp quà sẵn luôn nè. Sẵn cho Tấu review có mấy cái bánh lạ lạ này là bánh gì các bạn. Tại vì mình không thích ăn bánh tây á. Người Việt là mình ăn toàn ăn cơm không à. Bánh tiêu đủ ngon hơn. Không quen ăn này. Bên trong có bánh màu xanh giống bánh tây nè. Bánh màu vàng là nhìn tao biết nhân bơ rồi. Bánh màu đen là giống cái bánh Oreo vậy bạn. Và cuối cùng là màu xanh dương thì cũng là nhân bơ. Ô mẹ ơi. Nó như vậy nha bạn, sau đó mình sẽ đích xay sữa liếm kem không xay được giòn quá. Nó béo. Ngon không? Thơm. Rồi, cho Tú anh ghi hết nha. Ồ. Ghi hết nè. Rồi, cuối cùng là còn toàn con chai dầu ăn hả? Đúng rồi anh. Tình người ấm áp mà, toàn cầm chai dầu ăn đi. Này là anh với em ăn chung. Đúng rồi. Đến đây đẹp bằng toàn tình người. Bánh Merry Christmas. Bánh này có tiếng Nhật luôn nha các bạn. Bánh đẹp cực cơ luôn. Nước của toàn là anh gì á? Anh Đường anh ơi. À, anh Đường này là chiếc xa chính tả nha, này là anh Suga. Nhưng mà có thể hiểu là anh ngọt ngào cũng được. Ừ. Uống vô chắc ngon. Bên trong chúng ta sẽ có những cái bánh màu hồng có chữ Merry Christmas. Những cái bánh màu vàng có chữ Ricky gì nữa bạn. Toàn ăn màu vàng ơi, vàng có hai cái à, toàn ăn màu vàng ơi. Anh ăn màu hồng có nhiệt hơn. Những cái bánh quy như vậy bạn, bên trong có 4 cái. Giống cái bánh tổ ong vậy. Bánh đẹp lắm nha các bạn.
Nhưng mà tụi ông vậy ha. Khô quá là. Ừ, khô quá à. uống sugar là đỡ ra. Cái này lạc quá. Này phải có thêm anh đường mới ngon. Được 24 tiếng luôn rồi nha các bạn. Còn khoảng 1 tiếng nữa là đi về rồi. Nhưng mà bây giờ tụi mình dọn đều các kiểu luôn là chắc cũng đủ 25 giờ luôn các bạn. Chứ giờ mà ngồi qua chờ các bạn quay thêm short nữa rồi video này dài thêm. Không ai coi hết nội dung rồi nha. Nói chung là kết thúc video tại đây. Chuyến cắm trại của chắc là cuối cùng quá, không biết cuối cùng nữa. Nếu video đạt tầm 3 tay qua lại thì khởi là sẽ có một chuyến nữa. Còn nếu không đạt thì chắc năm sau chơi tiếp, và tại vì gần Tết rồi. Lấy cái deadline đổ chạy dí nhiều lắm. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Có thể hôm nay là clip cắm trại cuối cùng của năm rồi. Nhưng mà nếu video này đạt đủ 300k like thì chắc là phải mùng 1 Tết cuối khiêm cái nữa. Ok, tạm biệt các bạn. Nhắn like mạnh ta để đủ 300k like mùng 1 Tết đi ăn bánh chưng nha.